Với mong muốn thay đổi cơ bản diện mạo vùng đất và phát huy thế mạnh nông nghiệp của địa phương từ cây chè, giữ được vùng nguyên liệu quý, nâng cao thu nhập cho người dân và sản xuất theo hướng tập trung, an toàn, chị Vũ Thị Thanh Hảo ở thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ đã quyết tâm thành lập Hợp tác xã chè Thịnh An. Sau khi có vùng nguyên liệu ổn định với trên 70 hectare diện tích chè Việt Gáp, hữu cơ, chị nung nấu ý tưởng phát triển du lịch cộng đồng gắn với quảng bá thương hiệu chè Sông Cầu. Thế nhưng nhiều năm nay, Hợp tác xã vẫn lúng túng khi xây dựng kế hoạch, phương án để triển khai loại hình du lịch này. Ở cơ sở của chúng tôi ở trên địa bàn thị trấn Sông Cầu hiện nay thì là cái phần mô hình để trải nghiệm và du lịch cộng đồng để trồng hoa từ lương chè lên thì cũng đã là hoàn tất, nhưng cái khó khăn quan trọng nhất đó là để cho bà con mình hướng tới được cái cộng đồng nó như thế nào và cần phải có những cái lớp học lan tỏa được tới bà con mình trực tiếp, là những người lao động trực tiếp và cũng lại là người hướng dẫn viên du lịch trực tiếp. Khó khăn của Hợp tác xã chè Thịnh An cũng là vấn đề chung của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh khi bắt tay vào làm du lịch cộng đồng. Khó khăn thì có rất là nhiều khâu khó khăn trong du lịch cộng đồng. Trước hết là một cái tầm nhìn về dự án, mình sẽ bắt đầu từ đâu, nguồn lực, nhân lực như thế nào, điều kiện về cái nội lực, về vật chất, về cơ sở hạ tầng, rồi là về những cái giá trị văn hóa bản địa. Nói chung là tất cả mọi thứ bắt đầu thì đối với một đơn vị là hợp tác xã thì cũng rất là khó khăn. Với sự tham gia của các cơ quan, quản lý nhà nước và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển du lịch cộng đồng, chương trình đào tạo sẽ giúp các học viên nâng cao kiến thức về kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, kỹ năng đón tiếp khách, chế biến, trưng bày, giới thiệu ẩm thực, biểu diễn văn nghệ phục vụ khách. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch đến với các điểm du lịch cộng đồng tại Thái Nguyên. Hội thảo này của chúng tôi thì trước tiên là giới thiệu các cái chuẩn du lịch cộng đồng đối với bà con ở Thái Nguyên khi mà muốn làm du lịch cộng đồng, thì thí dụ như là theo chuẩn du lịch cộng đồng của Việt Nam, TCVN, hay là theo chuẩn du lịch cộng đồng của ASEAN, hoặc là một số chuẩn du lịch cộng đồng mà chúng tôi thấy là khả năng áp dụng được Thái Nguyên, đấy là chuẩn Bộ Tiêu chí Du lịch Xanh của Quảng Nam. Thì với ba cái chuẩn này thì chúng tôi cũng sẽ vận động và chia sẻ từng cái ưu điểm, lợi thế của các cái chuẩn này, và từ đấy thì bà con có thể là xem là cái tiêu chuẩn nào mà chúng ta có thể là tham gia để làm được. Theo đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Thái Nguyên sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển 5 điểm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà, du lịch về nguồn. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ việc lập dự án, đầu tư hạ tầng, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch, hỗ trợ tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch. Đây sẽ là động lực để các đơn vị, hợp tác xã tiếp tục phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, phát triển du lịch cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.